Hello, xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong một video mới. Dành cho bạn nào lần đầu đến với kênh thì mình xin giới thiệu, mình là Kiwi, hiện đang làm công việc minh họa thời trang tự do, đồng thời mình cũng đang giảng dạy môn vẽ thời trang. Thông tin chi tiết về các khóa học các bạn có thể tham khảo đường link website mình để bên dưới video này nha. Nội dung chính của kênh là chia sẻ những kinh nghiệm về vẽ, vẽ màu nước, đặc biệt là cách vẽ diễn họa thời trang. Bên cạnh đó thì mình còn chia sẻ thêm những thông tin bổ ích về thời trang nữa. Rất vui vì các bạn đã ghé thăm kênh Kiwi Phạm. Trong chuỗi video về các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới mà mình đã làm, nếu các bạn để ý thì sẽ thấy đa số các thương hiệu đều được sáng lập và điều hành bởi các nhà thiết kế là nam giới. Và trong một video trước thì có bạn gợi ý mình làm về một thương hiệu của một nhà thiết kế nữ. Mình thấy đây là một ý hay vì thời trang từ trước đến nay dường như là do nam giới thống trị, ít thấy bóng dáng của phụ nữ. Nhưng không phải vì họ không đủ tài năng, không đủ sáng tạo, mà mình nghĩ có lẽ vì sự khắc nghiệt và áp lực của ngành công nghiệp thời trang quá lớn đối với một người phụ nữ. Và để đạt được thành công và đưa thương hiệu của mình đứng ở vị thế đỉnh cao trong làng thời trang thế giới là điều không hề dễ dàng chút nào. Nhưng đã có một nhà thiết kế nữ đã làm được điều phi thường đó. Chúng ta sẽ cùng đến với nhà thiết kế Iris Van Herpen và thương hiệu mang tên cô. Hôm nay mình sẽ vẽ lại một mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập Haute Couture thu đông năm 2021 của Iris Van Herpen. Lúc mà chọn mẫu để vẽ thì mình mất rất là nhiều thời gian vì bộ nào nó cũng đẹp và ấn tượng, cho nên là cũng không có biết vẽ mẫu nào. Nhưng mà cuối cùng suy nghĩ tới lui thì mình đã chọn được mẫu này. Bây giờ thì mời các bạn vừa xem mình vẽ và vừa lắng nghe câu chuyện về Iris Van Herpen. Iris Van Herpen sinh ngày 5 tháng 6 năm 1984 tại Wemo, Hà Lan. Iris lần đầu tiên tiếp cận với thời trang là vào lúc nhỏ khi ở trên căn gác mái của bà ngoại. Cô đã khám phá ra một bảo tàng nhỏ gồm các loại quần áo và phục trang xưa. Nó đã giúp cô mở rộng tầm mắt như được quay về thời đại khác. Iris đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại một trường đại học ở Anaheim. Sau đó thì cô đã vào thực tập và làm việc tại Alexander McQueen vào năm 2005 trước khi thành lập thương hiệu mang tên mình vào năm 2007. Cùng năm đó, cô đã cho ra mắt bộ sưu tập đầu tay mang tên là Chemical Girls tại Amsterdam Fashion Week. Bộ sưu tập lấy ý tưởng từ những con quạ mà cô thường thấy ở quanh khu vực studio của mình. Quạ thường được biết đến là một loài vật thông minh, thích những đồ vật lấp lánh, thường gắn liền với sự bí hiểm và mang tính biểu tượng cao. Kết hợp với đó là thuật giả kim của những nhà giả kim thời cổ đại. Họ có thể biến tất cả mọi kim loại thành vàng bằng cách luyện chúng với một loại hóa chất đặc biệt. Đây là nguồn cảm hứng để Iris phát triển bộ sưu tập này. Toàn bộ các mẫu thiết kế đều được làm hoàn toàn thủ công bằng cách uốn tạo hình cả ngàn sợi dây đồng để tạo nên form dáng 3D cho trang phục. Những sợi dây được bện lại một cách khéo léo tạo thành một bề mặt chất liệu mới. Tất cả các chất liệu nguyên bản đều được cô tái tạo thành một chất liệu riêng cho mình. Có thể nói qua bộ sưu tập đầu tay này đã cho thấy sự sáng tạo và tư duy khác biệt trong thiết kế của cô. Iris Van Herpen là một thương hiệu thời trang cao cấp thế giới, nhưng không giống với những thương hiệu khác mà mình đã kể trước đây, đều là những thương hiệu có bề dày lịch sử mấy chục năm, có khi hơn cả trăm năm. Vậy nếu xét về thời gian thì Iris Van Herpen là một thương hiệu trẻ, nhưng tên tuổi và vị thế của Iris Van Herpen trong làng thời trang thế giới thì không thua kém ai và danh tiếng ngày càng vang dội hơn. Như vậy, nếu không phải là một đế chế thời trang lâu đời với các kỹ thuật truyền thống tinh xảo, thì Iris Van Herpen có gì mà nổi bật vậy? Thì đó chính là tính cách mạng đổi mới trong thời trang. Nhà thiết kế người Hà Lan đã tiên phong trong việc đưa công nghệ kỹ thuật vào thời trang cao cấp. Tính sáng tạo và tỉ mỉ đến từng chi tiết của Iris khiến giới thời trang phải trầm trồ thán phục. Cô đã kiên trì cặm cụi say mê với những nghiên cứu và thử sức với nhiều cách thức khác nhau để tạo nên những cấu trúc phức tạp và tạo ra các loại chất liệu mới lạ, những thứ mà người ta chưa từng thấy xuất hiện trong thời trang. Khi nhìn thấy những tác phẩm của cô trên sàn diễn, ai nấy đều phải ngỡ ngàng và đặt câu hỏi, đây là gì và bằng cách nào làm ra được nó? Phải nói là chỉ có thể ồ wow trước các bộ sưu tập đầy sáng tạo ấy. Hiếm có một nghệ sĩ hoặc là một nhà thiết kế thời trang nào có được sự nguyên bản và dấu ấn cá nhân mà không bị ảnh hưởng bởi những người đi trước như Iris Van Herpen. Cô đã tìm ra cho mình con đường riêng và suốt nhiều năm liên tục tìm tòi cái mới và rèn giũa kỹ năng của mình.
như là một trong những nhà đổi mới, Iris van Herpen đã cách mạng hóa ngành công nghiệp này với sự kết hợp đặc biệt giữa kỹ thuật thủ công trong thời trang cao cấp cùng công nghệ tiên tiến. Vào năm 2010, cô đã cho trình diễn bộ sưu tập 3D mang tên là Crystallization. Công chúng lại tiếp tục phải bất ngờ về khả năng và tính sáng tạo vượt bậc của Iris. Các mẫu thiết kế như được đến từ tương lai, mới lạ và độc đáo, trông vừa cứng cáp lại vừa uyển chuyển. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và kỹ thuật tinh xảo mà trước đây chưa từng có nhà thiết kế nào làm được. Và một năm sau đó, khi mới 27 tuổi, cô đã nhận được lời mời tham gia vào Ủy ban về thời trang cao cấp của Pháp. Đây giống như là một tổ chức tối cao xác định xem một hãng thời trang nào đó có đủ điều kiện để trở thành một nhà mốt cao cấp haute couture hay không. Một danh hiệu được coi là vô cùng danh giá. Và khi ở độ tuổi còn rất trẻ thì cô đã giữ được một vị trí quan trọng như vậy thì quả thật đó là một điều đáng nể. Iris giống như là một nhà thám hiểm của thế kỷ 15-16, nhưng thay vì băng qua các đại dương, cô ấy đã băng qua và khám phá tất cả các lĩnh vực, chủ đề và các nền văn hóa khác nhau. Cô có thể làm việc với các nhà sinh vật học, triết gia, nhà thiết kế âm thanh và thợ thủ công. Iris quan tâm đến mọi thứ từ côn trùng, một ngôi sao trong vũ trụ, đến cả một cỗ máy hay là trong một giấc mơ nào đó. Đối với Iris, mọi thứ đều là miền đất mới để khám phá. Từ bé, Iris van Herpen đã được đào tạo về múa ba lê cổ điển. Thời gian dài học múa đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách thiết kế của cô sau này. Iris bị mê hoặc bởi sự uyển chuyển của các chuyển động phức tạp trong ba lê. Từng nhịp điệu cơ thể và tâm trí giao nhau đã không ngừng thúc đẩy cảm giác và trí tưởng tượng của nhà thiết kế trẻ, mở đường cho lối tư duy thiết kế vô cùng khác biệt. Cô nói rằng chính những bước nhảy vũ điệu đó đã dạy tôi rất nhiều điều về cơ thể mình, sự biến đổi của chuyển động, sự tiến hóa của hình dạng và cách điều khiển chúng. Những ý niệm đầu tiên của tôi đối với thời trang bắt nguồn từ việc nhảy múa, giờ đây thì tôi có thể biến những kiến thức về chuyển động này thành các hình thức và vật chất mới trong thời trang. Việc coi chuyển động như là một dòng chảy từ đó tạo nên những mẫu thiết kế của mình. Iris đã luôn mở rộng khuôn khổ, form dáng để tạo nên những hình dạng mới cho trang phục. Chính xác hơn là cô đang điêu khắc tạo hình nên những tác phẩm của mình. Bám sát vào tỷ lệ và giải phẫu cơ thể người cũng như nghiên cứu cách con người di chuyển mà những thiết kế cô tạo ra luôn có sự chuyển động nhịp nhàng. Mỗi bước đi của người mẫu trên sàn diễn đều tạo nên những làn sóng nhấp nhô, sống động. Các thiết kế như là một cơ thể sống chứ không phải đơn thuần chỉ là một trang phục vô tri mặc trên người. Cho nên để cảm nhận rõ hơn về ý đồ của nhà thiết kế thì bạn nên xem những màn trình diễn này dưới dạng video hơn là dưới dạng ảnh chụp. Suốt bao năm cặm cụi làm việc với những ý tưởng siêu thực của mình mà cô đã cho ra đời rất nhiều thiết kế khác lạ, độc đáo và nguyên bản. Từ một nhà thiết kế non trẻ chưa được nhiều người biết đến mà nay cô đã trở thành một trong những tên tuổi đáng ngưỡng mộ nhất của thời trang thế giới. Các tác phẩm của Iris van Herpen gắn chặt với thiên nhiên, vẻ đẹp, sự huyền bí và hỗn loạn của nó là những khía cạnh mà nhà thiết kế thường lấy cảm hứng. Các yếu tố như nước, không khí, đất và sự chuyển dịch đa dạng của chúng tạo nên các kết cấu khác nhau cũng là điều mà Iris rất lưu tâm. Ví dụ như nước có thể chuyển từ dạng rắn sang lỏng rồi thể khí hoặc hình thành những tinh thể với đủ loại hình dạng khác nhau đều được cô đưa vào trong các thiết kế của mình. Một khi đã mạo hiểm vào những vùng đất mới chưa được khám phá thì đồng nghĩa với việc thách thức các giới hạn, nhưng điều đó càng làm nhà thiết kế say mê và muốn dấn thân sâu hơn vào nó. Có thể nói là không có một vùng đất nào mà Iris bỏ qua. Cô đã từng trò chuyện, gặp gỡ và hợp tác với rất nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như các nghệ sĩ về âm thanh, kiến trúc sư, nhà khoa học để mở ra tầm nhìn mới và khai thác chúng trở thành một chất liệu để đưa vào thế giới thời trang của mình. Iris van Herpen đã đi tiên phong trong việc sử dụng kỹ thuật in 3D, hàng siêu âm, sử dụng các dao động âm thanh có cường độ cao để sắp xếp lại và kết nối các phân tử. Các mảnh chi tiết trên trang phục được tạo ra bằng cách trộn bột từ tính với silicon lỏng để tạo thành hình 3D khi chúng khô lại. Khả năng biến đổi bản chất của các loại vải hoặc hoàn toàn tạo ra những loại vải mới của Iris đã khiến giới chuyên môn phải nể phục và họ ví công việc của cô như thuật giả kim. Mặc dù thích khám phá công nghệ nhưng các đối tượng mà cô nắm bắt thường là những ý tưởng vô hình, lý thuyết hoặc bản chất của cảm xúc. Chính vì vậy mà các bộ sưu tập của cô luôn toát lên vẻ lãng mạn, đầy chất thơ chứ không hề khô cứng, máy móc.
Iris nói rằng, tôi nghĩ có rất nhiều điều bí ẩn đằng sau những tác phẩm của tôi. Trên thực tế, 80% trong số chúng đều được làm bằng tay và phần còn lại bằng máy in 3D. Tôi coi cả bàn tay và máy móc là những công cụ có ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng điều đó kết hợp lại với nhau có thể mở rộng và phát huy khả năng của nghề thủ công. Thời trang vốn sinh ra là để bao bọc và tô điểm cho con người, nhưng đối với Iris van Herpen thì thời trang có hơi thở và sức sống riêng. Con người chỉ là một trong những yếu tố để tạo nên thời trang mà thôi. Quan điểm thẩm mỹ khác biệt của Iris đã khiến cô được nhiều tín đồ thời trang say mê và đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách khác lạ và có phần lập dị như ca sĩ Björk. Cô đã lựa chọn các thiết kế của Iris trong các buổi trình diễn và trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Các khách hàng của cô còn có những cái tên đình đám khác như Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Natalie Portman và rất nhiều các minh tinh Hollywood và ngôi sao hạng A khác. Các dự án khác bao gồm trang phục cho nữ diễn viên Scarlett Johansson trong phim Lucy. Trong các sự kiện thời trang lớn như Met Gala thì chúng ta cũng thường thấy các thiết kế của Iris xuất hiện nổi bật bởi sự khác biệt và vô cùng độc đáo. Iris van Herpen cũng hợp tác thiết kế trang phục cho nhà hát Opera Paris và nhà hát Ballet thành phố New York và cộng tác cùng các nghệ sĩ múa nổi tiếng ở Berlin. Năm 2021 chiếm vị trí trung tâm của tuần lễ thời trang cao cấp thu đông tại Paris, thương hiệu Iris van Herpen đã trình làng bộ sưu tập mới một cách hoàn toàn khác lạ, đó là tầm nhìn của tương lai vượt qua các tiêu chuẩn của thời trang cao cấp, mang đến một làn gió mới táo bạo cho haute couture. Lấy cảm hứng từ vũ trụ với màu xanh chủ đạo, Iris van Herpen đã mang đến bộ sưu tập bứt phá mọi giới hạn thời trang. Đó là sự kết hợp với vận động viên vô địch thế giới bộ môn nhảy dù Domity Kiger, thương hiệu Iris van Herpen đã có màn trình diễn trên không khiến giới thời trang phải trầm trồ. Thiết kế của Iris đã đáp ứng được các yêu cầu cực cao của bộ môn nhảy dù để vận động viên có thể rơi tự do trên bầu trời. Chiếc váy có thể đáp đất toàn vẹn là nhờ vào ý tưởng kết hợp thời trang thủ công với công nghệ. Iris đã tìm đến những người ngoài ngành đặc biệt liên quan đến khoa học để phát triển kỹ thuật phức tạp, nỗ lực thực hiện hóa ý tưởng này. Và vừa rồi, Iris van Herpen đã trình làng bộ sưu tập thu đông 2022 đánh dấu kỷ niệm 15 năm trên hành trình thời trang của mình. Trong suốt quãng thời gian qua với hàng loạt kiệt tác sáng tạo, nhà thiết kế người Hà Lan hay còn được gọi là phù thủy thời trang, Iris van Herpen không chỉ khẳng định lại vẻ đẹp quyến rũ vốn có của haute couture mà còn cho giới mộ điệu thấy được tương lai của thời trang cũng như chứng minh công nghệ có thể làm gì và sẽ biến đổi cách chúng ta ăn mặc như thế nào. Trong sự nghiệp của mình, Iris van Herpen đã giành được rất nhiều giải thưởng cao quý cho sự cống hiến của mình với nền nghệ thuật Hà Lan nói riêng và thời trang thế giới nói chung. Ở thời điểm hiện tại thì khó có nhà thiết kế nào có thể sánh ngang về mảng sáng tạo nghệ thuật như Iris van Herpen. Điểm thú vị ở những thiết kế của cô là sự kết hợp giữa thiên nhiên, khiêu vũ và khoa học công nghệ. Tất cả đã hợp lại tạo nên những bộ cánh có 102 trong thời trang. Sự sáng tạo của cô được xem là nét đẹp tinh tế và nghệ thuật đỉnh cao trong thời trang đương đại nói chung và thời trang haute couture nói riêng. Cô là đại diện của sự đổi mới trong thời trang. Chỉ trong hơn một thập kỷ gần đây, nhà thiết kế người Hà Lan đã trở nên nổi tiếng với việc kết hợp thời trang cao cấp với những thử nghiệm cũng như tạo nên các sản phẩm thời trang phi truyền thống. Nhiều người đam mê thời trang cho rằng những thiết kế của cô như các tác phẩm quý giá cần được trưng bày trong viện bảo tàng. Với Iris van Herpen thì không có gì là không thể. Và đó là những gì mình tìm hiểu được về nhà thiết kế Iris van Herpen. Các bạn nghĩ như thế nào về nữ nhà thiết kế vô cùng tài năng này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Video này được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong các bạn đóng góp thêm giúp mình nha. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì các bạn hãy bấm vào nút like và chia sẻ video để có thêm nhiều người xem hơn. Có triệu view thì sẽ là động lực rất lớn đối với mình. Còn nếu không có thì mình cũng làm tiếp thôi. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!